Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình có mua một mớ ốc móng tay cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm món ốc móng tay xào tỏi nha. Giờ mời cả nhà cùng theo xem mình làm món ốc này. Ốc móng tay nè, giờ mình sẽ bỏ vô cái thau, mình xả nước ra, mình rửa nó để mình xào tỏi nha. Mình lột cái dây ra. Ốc móng tay này ngon này. Đây cả nhà, ốc móng tay nè, bây giờ mình sẽ xả nước vô mình rửa nha. Đây, ốc móng tay nha. Rửa xong rồi mình sẽ làm món ốc móng tay xào tỏi nha cả nhà. Ốc móng tay rất là ngon. Rất là ngon nha cả nhà. Nhiều như đây là 1 ký luôn. Mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vô. Cho tỏi vô cái mình xào ốc móng tay xào tỏi vô. Thì tỏi làm cho nó vàng, bỏ ốc thì mình cần. Tỏi vàng này nha, rồi bỏ ốc vô mình xào nha. Nêm cái đây bột ngọt cả nhà, nêm bột ngọt ha, ngọt với hạt nêm nữa. Rất là ngon nha. Mình gấp cái dĩa. Món ốc móng tay xào tỏi của mình đã xong nghe cả nhà. Rất là ngon luôn nha. Mình chấm với muối tiêu chanh nha cả nhà. Giờ mày cả nhà cùng thưởng thức món ốc móng tay xào tỏi với nha. Xin chào cả nhà.
Món ốc móng tay xào tỏi của mình đã xào xong rồi, bây giờ mời cả nhà cùng dùng ốc móng tay xào tỏi với mình nhé. Mình chấm với muối tiêu chanh nha cả nhà, chấm với muối tiêu chanh nha. Giờ mình để mình nặng nặng miếng chanh vô. Cái muối tiêu nha cả nhà, làm muối tiêu. Rồi giờ mời cả nhà cùng ăn ốc móng tay với mình nhé. Đấy nè. Mời cả nhà ốc móng tay nha, mời cả nhà nha. Ốc sạch, ốc móng tay xào ăn ngon nữa. Ngon. Đấy nè. Rất là ngon. Ốc ngon. Ốc móng tay tuyệt vời. Mời cả nhà chấm với muối tiêu nha. Ốc rất là ngon nha. Cà chua. Ốc móng tay ăn rất ngon nha. Xào tỏi chấm muối tiêu rất là ngon, tuyệt vời luôn.
Thôi mình cũng xin tạm dừng video ở đây nha nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của mình nha. Cả nhà nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.